Sáng nay, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, huyện Hoa Lư và đông đảo con em quê hương. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lãnh đạo huyện Hoa Lư đã trao phần thưởng 1 tỷ đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Hải. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Năm 2015, xã Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2021 hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ đó đến nay đã nỗ lực duy trì và nâng cao hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Để có được kết quả trên, địa phương đã thực hiện tốt việc đa dạng hóa, huy động mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ có hiệu quả yêu cầu về sản xuất, đời sống nhân dân. Đến nay, xã đã huy động trên 314 tỷ đồng để thực hiện chương trình. 100% đường trục xã được đổ nhựa, có hệ thống chiếu sáng và cây xanh phù hợp. Các thôn đều có nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn. Thôn Văn Lâm đạt tiêu chí thôn thông minh và cả 5 trên 5 thôn đều đạt chuẩn khu dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong phát triển kinh tế, Ninh Hải tăng cường chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tích cực đưa nhiều mô hình cây con mới có giá trị cao vào sản xuất. Cùng với đó, đa dạng hóa các ngành nghề dịch vụ, bảo tồn và phát triển nghề thêu gen truyền thống. Hiện nay trên địa bàn xã có nhiều bộ sản phẩm thêu gen được xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao. Ninh Hải có nhiều điểm du lịch hấp dẫn như khu du lịch Tam Cốc Bích Động là danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia và hệ thống di tích nổi tiếng như đền Thái Vi, chùa Bích Động. Chính nội lực tiềm tàng phong phú về du lịch đã giúp người dân Ninh Hải tìm được phương thức hoạt động kinh doanh đem lại thu nhập cao. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về du lịch. Đến nay, toàn xã có trên 150 cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh các loại hình du lịch cộng đồng, thu hút hàng nghìn lao động. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 71 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%. Người dân hài lòng với chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.